Aquaseline, lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay đã có thêm dung tích 20ml. Nè, anh làm gì vậy? Sao tự nhiên mấy bữa rày á, em nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy luôn. Mà còn nữa, hồi nãy tự nhiên mẹ chút của anh nó nói với tôi là em với anh chia tay rồi, vậy là làm sao? Bộ anh muốn chia tay em lắm hả? Vậy em có muốn chia tay anh không? Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Tụi mình đang quen nhau vui vẻ mà. Em yêu anh cũng yêu em, mắc gì em phải chia tay anh? Em yêu anh cũng yêu em. Vậy sao nãy em nói tình cảm của em với anh em không xác định rõ ràng mà. Anh ngủ chưa? Phim hay lắm á mà anh đi không được, tiếc ghê á. Em với cảnh chướng chụp quá trời hình luôn nè. Mà anh đón em đi làm nha, tụi mình đi ăn sáng chung. Ủa? Gì kỳ vậy? Sao xin tin nhắn mà không trả lời ta? Gọi video call cũng tắt máy luôn. Là sao? Thôi kệ, chắc có hả là tại ảnh bụng chật nè. Ảnh là bác sĩ chứ đâu có phải là rảnh rỗi đâu mà suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin. Phải thông cảm cảnh chứ. Anh đang trực hả? Vậy thôi em ngủ nha. Sáng mai không cần đón em đâu. Em sẽ đem đồ ăn sáng cho anh. Kỳ vậy ta. Công nhận người yêu của mình đẹp trai thiệt chứ. Anh nói nghiêm túc nè. Hả? Em có bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ lấy nhau không? Em có yêu anh không? Em không có yêu anh. Chào Thư buổi sáng. Thư, cho Thảo hỏi là anh Tùng ảnh trực ca xong chưa vậy? Anh Tùng hả? Ừ. Anh Tùng đâu có trực gì đó. Ồ vậy hả? À, vậy ảnh đi làm chưa? Sáng nay anh đến bệnh viện chưa? Ồ. Ủa sáng nay bác sĩ Tùng xin nghỉ mà. Hình như ảnh bệnh chị ơi. Ồ ảnh bệnh hả? Ủa sao Thư biết ảnh bệnh hay quá vậy? Tại hôm qua em thấy ảnh ủ rũ lắm. Làm gì giận dai dữ vậy trời. Thiệt tình, biết vậy khi nào nữa. Ủa mà bộ có chuyện gì hả? Tại vì em thấy vậy là không có bình thường. Ảnh đi làm thì ảnh không có tập trung. Người thì nó cứ ủ rũ. Như vậy thì chắc chắn là phải có vấn đề gì rồi. Mà nếu mà có chuyện vậy là có thể là chuyện của hai người rồi. Trời ơi, em nhìn một cái là em biết ra liền mà. Không có. Thư đừng hiểu lầm. Không có chuyện gì hết trơn á. Thôi, Thà có gì gấp, Thảo đi trước nha. Chú.
vô đã con Vinh. Chào bác. À, sáng nay Tùng đi hội thảo thế cho bác, cho nên những cái ca nào mà của Tùng khám á thì con cứ chuyển qua cho bác sĩ Chiến nha. À dạ. Nè, bác báo cho con tin vui, thằng Tùng nhà bác á vừa chia tay với nhỏ kia rồi, vậy là con còn cơ hội đó. Nè, hay là cuối tuần này á để bác tạo cơ hội cho con qua nhà bác ăn cơm. Dạ thôi, con không có được từ chối đâu. Bác đi làm đây. Bộ chị Vân Tùng có chuyện gì hả? Họ không biết nữa. Họ nói nghe nè, Thư có địa chỉ chỗ anh Tùng ảnh đi dự hội thảo không? Cho ở xin với. Có. Em xin. Ok, cảm ơn Thư nha. Thảo đi nha. Chuyện gấp lắm, muốn nói chuyện với anh. Em đang đứng ở dưới tòa nhà chứ anh vừa hội thảo nè. Khi nào mà rảnh đó thì anh gọi lại cho em gấp nha. Bực bội thiệt á. Sao tự dưng á, có chút cô lại nói với Thư á là mình với anh Tùng chia tay ta. Ông này chẳng lẽ ông đơn phương chia tay mình hả? Bực bội thiệt á. Dạ con nghe nè ba. Con nói lý do tại sao mà con với thằng Tùng chia tay nhau. Dạ tại vì chuyện dài lắm. Thôi để có gì á, con về nhà rồi con giải thích với ba sau nha. Con cúp máy nha ba. Alo. Alo. Kiếm anh chuyện gì không? Không trả lời anh đi vô á. Nè, anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên mấy bữa rày á, em nhắn tin thì không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy luôn. Mà còn nữa, hồi nãy tự nhiên mẹ chút của anh nó nói với Thư là em với anh chia tay rồi, vậy là làm sao? Bộ anh muốn chia tay em lắm hả? Vậy em có muốn chia tay anh không? Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Tụi mình đang quen nhau vui vẻ mà. Em yêu anh cũng yêu em, mắc gì em phải chia tay anh? Em yêu anh cũng yêu em. Vậy sao nãy em nói tình cảm của em với anh em không xác định rõ ràng mà. Thì nói gì kỳ vậy? Thì tại vì tự nhiên mới yêu nhau có bao nhiêu lâu đâu, anh đề cập chuyện cưới hỏi. Sao em là con gái thì em cũng ngại miệng chứ. Với lại á hả, em biết á là thuyết phục ba mẹ của anh rất là khó. Nhưng mà dù gì thì trong lòng của em á vẫn cố gắng suy nghĩ để đến cách sẽ thuyết phục mẹ anh, sẽ cùng nhau cố gắng. Tự nhiên chưa gì hết anh đã bỏ cuộc, đã chia tay rồi là sao? Tại vì em không xác định được rõ ràng tình yêu của em dành cho anh đúng không? Sao anh biết được tương lai như thế nào? Anh không muốn dây dưa tới một cái mối quan hệ mà anh không biết nó là như thế nào. Và đơn phương từ phía anh, có không giữ mất được tiền. Nè, ai nói với anh đó là em không biết giữ? Nếu mà anh muốn á, em chói anh lại, giữ anh trong kho, cướp anh lúc nào cũng bên cạnh em luôn á, anh tin không? Làm gì vậy? Tính bắt cóc anh hả? Chứ em không thấy sao? Rõ ràng em nói là yêu anh, xong cuối cùng em nói là không muốn làm vợ của anh. Anh nghe anh cũng phải biết hụt hẫng, biết buồn chứ.
tình cảm đối với anh quan trọng lắm. Cho nên là anh không có muốn đùa giỡn với tình yêu đâu nha, cô gái phóng viên bạc mạng. Nãy giờ anh chọc em á hả? Cái gì nữa? Bây giờ nè, anh sẽ đem em về nhà, tuyên bố hùng hồn với tất cả mọi người là anh sẽ không bao giờ buông tay em ra. Hứa không? Hứa. Giữ lời đó. Đón xem bộ phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng được phát sóng vào lúc 19:55 từ thứ hai đến thứ năm trên kênh HTV7. Colorman Foodmart hân hạnh đồng hành cùng bộ phim Kiếm Chồng Cho Mẹ Chồng.